Trong tập này thì Pha Hoka sẽ đi đường bộ vượt biên từ Vancouver đến Seattle. Chúng ta sẽ được ngắm thành phố Seattle xinh đẹp của nước Mỹ, rồi sẽ cùng đến San Francisco và sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử nhập cư của người Hoa trên đất Mỹ. Và hãy bắt đầu hành trình ngày hôm nay từ Vancouver của Canada nhé. Đây là cảnh 5 giờ sáng tại Vancouver, và bây giờ thì Pha Hoka đang đứng trước tại cái Pacific Central xe bus và xe lửa để đi đến Seattle, vô trong thôi. Đây là nhà ga có tên là Pacific Central để mọi người đi từ Vancouver đến Seattle hoặc là ngược lại. Và nếu bạn đi cái Amtrak, chiếc xe lửa, thì mọi người sẽ làm thủ tục xuất nhập cảnh ở đây luôn. Và xe lửa nó sẽ chạy thẳng đi qua bên Mỹ luôn chứ không có dừng lại ở cửa khẩu. Nhưng mà mình đi bằng xe bus có tên là Bolt Bus thì nó sẽ ngừng ở cửa khẩu để mình làm thủ tục. Và bởi vậy nếu mà đi tram là đi train là mọi người sẽ phải tới trước 1 tiếng. Còn đi xe bus thì chỉ cần tới trước 15 phút thôi. Đây là vé lên xe bus của mình. Đa số thì mọi người đều đặt ở trên mạng trực tuyến hết. Giá vé hình như là mình mua khoảng 700-800 ngàn gì đó tiền Việt, khoảng 30 đô. Ông này ông sẽ phát cho mọi người một cái phiếu điền thông tin để nhập cảnh và xuất nhập cảnh từ Canada vào Mỹ. Tới cửa khẩu rồi, ở đây là biên giới giữa Canada với Mỹ. Mọi người sẽ phải xuống bus để làm thủ tục nhập cảnh. Mình vào đây để làm thủ tục xuất nhập cảnh nè. Và chỉ cần làm một chỗ thôi, đó là bên Canada. Ở bên này thì họ vừa làm xuất cảnh Canada và nhập cảnh vào Mỹ luôn. Xong rồi các bạn ơi, ở trong đó họ không có cho quay phim. Mình đã vượt biên chót lọt qua Mỹ. Đây mọi người thấy mình có hai hộ chiếu, lần hộ chiếu cũ, hộ chiếu mới. Mà cái visa Mỹ của mình đó, nó nằm trong cái hộ chiếu cũ, nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Họ đóng lên cái hộ chiếu mới của mình. Mình phải trả thêm một cái phí nữa là 6 đô nè, tiền Mỹ, để làm thủ tục xuất nhập cảnh. Bây giờ mình phải để hành lý lên xe rồi tiếp tục di chuyển qua Mỹ. Xin chào nước Mỹ một lần nữa nha. Có lẽ là mình phải quay lại nước Mỹ rất là nhiều lần, bởi đây có thể nói là một trong những quốc gia lớn nhất trên thế giới. Diện tích thì có lẽ cũng đang tranh chấp với Trung Quốc để xem là nước nào có diện tích đứng thứ 3 trên thế giới. Khoảng cách từ thành phố Vancouver của Canada mà đi đến Seattle là khoảng 250 cây và xe chạy khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chỉ trong vòng mấy tiếng thôi thì mình đã đến nước Mỹ rồi. Seattle, một cái thành phố thuộc tiểu bang Washington, nằm ở biên giới với Canada. Ôi, tới nơi rồi mọi người ơi. Chạy cũng nhanh ghê, đi từ 7 giờ sáng, bây giờ là 10 giờ rưỡi đã tới Seattle rồi. Ở đây có mấy cây ngân hạnh đẹp lắm nè. Thấy không, đây là cây rễ quạt, bây giờ nó đổi màu, màu vàng cả rực rỡ. Chút nữa thì mình sẽ gặp bạn của mình, tối nay mình sẽ ngủ ở nhà bạn của mình. Tại Seattle này, ở ké không có tốn tiền. Trên đường đi thì mình thấy cái thành phố Seattle này rất là đẹp. Mình đi theo tour, nhưng mà tour họ tới Vancouver đã về hết rồi. Còn có mình thôi, mình đi ở lại. Nên nếu mà mọi người có đi tour thì có thể ở lại để thăm gia đình, bạn bè, người thân hoặc là tự túc đi chơi. Mình đi từ Vancouver đi qua Seattle đi chơi, rồi sau đó mình sẽ bay về từ San Francisco. Đây là khu downtown của Seattle. Bây giờ mình đi tới một cái khu chợ truyền thống của bên này. Nói chung khu chợ của người dân bản xứ. Ở đây thì sẽ có cái cửa hàng Starbucks đầu tiên trên thế giới. Đây là một trong những thành phố đáng sống nhất nước Mỹ và được mệnh danh là thành phố Ngọc Bích, tức là Emerald City. Đây là nơi đặt trụ sở của các công ty nổi tiếng như là Microsoft nè, Amazon, và còn có nhà máy sản xuất máy bay Boeing nữa. Và nếu bạn phân vân không biết là nên ngắm mùa thu ở đâu đẹp nhất trên nước Mỹ thì hãy xin mời các bạn đến Seattle nhé. Nơi đây có mùa thu rất là tuyệt. Và có một khu chợ có lẽ là nổi tiếng và là điểm tham quan hút khách nhất tại thành phố Seattle, có tên là chợ Bike. Nơi đây rất là nhộn nhịp và mọi người có thể mua sắm rất là nhiều những cái hàng quán và những cái thực phẩm đặc biệt đặc trưng của vùng Seattle này. Và có lẽ đặc sản mà người ta rất hay mua tại cái khu chợ này đó chính là các loại hải sản, bởi vì đây chính là nơi có rất nhiều hải sản đặc trưng phong phú của vùng Bắc Mỹ.
Một khu chợ được thành lập vào năm 1930. Mọi người ở trong khu chợ này thì rất là thân thiện và hiếu khách. Cua Hoàng Đế có lẽ là đặc sản và đặc trưng nhất ở trong các loại hải sản tại đây. Ngoài ra cũng có rất nhiều các mặt hàng nông sản khác nữa. CNN thì đã xếp hạng đây là một trong ba nơi có môi trường làm việc vui nhất ở nước Mỹ. Có lẽ điều vui nhất ở trong khu chợ này mà các bạn nên chứng kiến đó chính là cảnh cá bay. Tức là nhân viên sẽ ném những con cá ra để đặt lên kệ, hoặc là sau khi khách đã lựa chọn thì họ sẽ ném vào bên trong để có thể đóng gói. Bạn cũng đừng nên đứng gần quá ha, nếu không muốn là nước cá sẽ văng khắp bản mặt của mình. Đây cũng là một khu chợ mà tập trung rất là đông các nghệ sĩ đường phố. Đến đây thì bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu, bởi vì đâu đâu cũng toàn là âm nhạc cả. Từ khu chợ thì bạn có thể nhìn ra vịnh Elicos xanh nước biển và bao quanh bởi những rặng núi phủ tuyết. Và bạn cũng có thể lên những chuyến du thuyền để ngắm trọn Seattle nếu thích. Từ đó thì bạn sẽ cảm nhận rõ nhất về một đô thị lọt thỏm hài hòa với bốn bề là thiên nhiên đẹp đẽ, để thấy rằng đến Seattle thật sự không uổng phí công sức. À, quên nữa, nếu mà bạn có tới cái khu chợ Bike này thì cũng đừng quên check-in ở quán cà phê Starbucks đầu tiên trên thế giới nha. Ai đến đây thì cũng phải mua một ly để uống cho vừa lòng, tại địa chỉ là số 1912 Bike Place. Người ta xếp hàng rất là đông luôn nè. Tại đây thì vẫn còn sử dụng chiếc logo đầu tiên của Starbucks, đó chính là hình mỹ nhân gư hai đuôi và có hai cặp bưởi sệ lòng thòng. Nói chung thì Fahoka cũng không phải là fan của Starbucks đâu, nhưng mà nếu mà các bạn là tín đồ của Starbucks thì đến đây sẽ rất là thích thú. Đây là bác này người Việt Nam. Bác này qua đây hơn 7 năm rồi và đang làm cái nghề ảo thuật kiếm tiền. Để mình xem bác làm ảo thuật như thế nào. Everybody now, I can. Now, my rough Salvador, right? Okay, mọi người xem nhé. Bây giờ thì tôi sẽ cột cái sợi dây này lại thật chặt. Đây, chắc lắm rồi. Bạn xem thử nào. Xin mời lại đây, lại đây. Lại đây cũng có ảo thuật. Ok, cầm nha. Mời mọi người cùng lại đây để xem ảo thuật của tôi. Ladies and gentlemen, this is Unity. Này, Unity, ok. This I show when I was 20 years old. Right now I am 79 years old. Trên đó có chú ghi dữ gì vậy? 40 giây một trò. Bạn ảo thuật. Dạ. Chú làm được mấy trò? Cũng nhiều nhưng mà làm trò này cho nó nhanh gọn đúng không? Dạ. Em đi dạng làm cái hay lấy tiền nhanh khỏe. Chú đứng ở đây hay là còn đi chỗ nào diễn nữa? Là 2 giờ của trong chợ. Ở dưới chân của khu chợ là một cái nơi tham quan rất là đặc biệt, gọi là Gum Walls, là những cái bức tường mà chát đầy xương gom lên như vậy nè, cũng trở thành một cái điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Seattle nữa. Nhìn thấy ớn không, ăn xương gom không chát đầy lên đây hết. Dọc hai bên đường là rất là nhiều xương gom, thậm chí ở dưới chân mình đi cũng quá trời xương gom luôn. Vì vậy trời, xương gom đầy đủ màu sắc hết mọi người ạ. Rất là thơm mùi xương gom. Nhưng mà nhìn ghê quá. Mọi người cho đây là một cái hình thức nghệ thuật hay là một cách thức để bôi bẩn cái bức tường vậy? Có lẽ thì hai người cùng nhau chứng tỏ tình yêu bằng cách là bấm cái ổ khóa đã xưa rồi ha. Mà hai người cùng nhau ăn một cục xương gom rồi chát lên tường như thế này thì tình yêu mới vĩnh cửu và lâu dài. Đây cũng là một cái địa điểm mà được
khuyến nghị là nên đến tham quan tại Seattle đó các bạn. Thấy chưa, du khách quá trời đông luôn. Mình thì thấy cũng sáng tạo đó, nhưng mà nếu thay những cục xương gươm đầy vi khuẩn bằng những cái cục đất sét thì chắc là sẽ hay hơn. Xin chào người đẹp. Trời ơi, đại ca sau lưng ha. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy được người bạn thân hữu. Evergreen stay, mở lên. Hả? Vậy cha, đói bụng gần chết. Định chui vô quán nó ăn rồi đó. Trời ơi, xin chào. Đáng lẽ là người đón người là với cái cặp chánh của nó public market. Tại vì không biết á, tôi phải chạy vòng vòng. Chứ cái này hồi xưa tôi mới tập lái xe mà tôi ở đây á. Ông má một ngày ăn 2-3 cái tích cực, chạy vòng vòng đây đi shopping chở cô gợi. Đi shopping một ngày ăn mấy cái tích cực luôn. Giờ không có ở đây nữa. Trời hay ha, đi mình gì không có sợ ha. Đi từ nước này qua nước nọ giỏi á. Tổng gì vậy? Giờ đang kiếm đường đi ra khỏi cái khu quỷ quyệt này nè. Hồi đó ông đi dặn du học mà. Ai? Không á. Tôi đi bảo lãnh. Không phải đi du lịch. Chỉ đâu phải là đi bóng lắng là hồi xưa phỏng vấn đi Mỹ hả. Đầu tiên hả, Du biết loại này đi làm bộ chiếu Việt Nam nó biết đi. Nó ngồi hồi đó nước mình nghèo 2 lấy mấy hả, lớp 4 lấy 5 gì á. Nó ăn tiền hồi xưa mà phải đúc từng mấy chỉ vàng á. Mà Du biết hồi xưa 5 chỉ vàng nó lớn lắm. 3 cuốn hồi chiếu là một cây, hơn một cây vàng, cây rưỡi vàng ở vô làm hồi chiếu gấp á. Đi qua khỏi cái ải của Việt Nam là giấy tờ Việt Nam xong rồi tới qua cái ải phỏng vấn của Mỹ nó còn khó. Một lần nhà tôi kéo vô Sài Gòn là tốn $200 đóng lại phí là không tính nha. Đi vô ăn ở khách sạn một lần vô thì phải đợi chờ giống như là chờ 3-4 ngày, bố mẹ con kéo nhau vô trong đó là ở là 3-4 ngày là bay mất $100 tiền khách sạn cái đồ này kia kia nọ nó vô. Trời lần đi vậy hả, mượn đẹp quá, siêu tàu đẹp quá. Ngày chợ Việt Nam á hả? Bán đồ rẻ lắm. Trái hầm có nằm. Đây là khu chợ Việt Nam tại Seattle đây mọi người ơi. Hôm nay mua trái cây hả? Để vô trong rồi. Trời ơi, nghe bài gì vậy? Sầu riêng Thái Lan mà đông lạnh như thế này. Đóng băng luôn. Ngộ ha. Để trong tủ lạnh vậy ha trời. Sầu riêng vậy trái nhiều hả? 3 đồng 79 1 gram. Một bao cũng 20 đồng. Đây là bao gần 4 đồng một bao. Đây có hướng dẫn cách ăn chôm chôm nữa nè. Hồi đó giờ có ai dạy mọi người ăn chôm chôm không hay là tự bản năng mình biết. Đây là bông điên điển nè, sản phẩm của Mỹ, $3 một cái, một hộp như vậy là 70-80 ngàn, 70-80 ngàn tiền Việt. Bông điên điển nha, mà bông điên điển bên mày bự ghê trời. Nói chung bên này cái gì cũng có hết rồi. Có cả cái gì này, rau nhút. Bông bông chuối cũng có luôn. Bên Mỹ này chả thiếu gì. Mua về nấu là hết sạch. Má là quen, tại tôi chạy Uber chứ nếu mà đi chụp hình, chụp cảnh thì đi chỗ Curry Park, chỗ Queen Anne á. Anh kêu đi qua Curry Park vậy đó. Hay là dôm toàn thành cảnh đó. Rồi vậy đi. Rồi cảm ơn em đây nha. Có gì gặp lại. Ok. Dạ. Thấy Dương Phước đó, người điều em. Ok. Chào anh. À, cua để đây chắc không chết đâu hả? Bắt rồi. Còn sống hả? Cua trong hòn hả? Rồi, phải bên đây biết lái xe, lái Uber rồi cũng kiếm tiền. Bữa gặp thằng Ấn Độ nó nói tháng nó kiếm được 3.000-4.000 đô. Có 3-4.000 mà đi lái vòng vòng, lái cả ngày xe nó hao mai nữa. Tôi đi chia 3 tháng nó cũng bèo bèo, nó cũng kiếm được 3.000-6 thuế rồi. Đây là Curry Park. Từ đây sẽ thấy được trung tâm thành phố. Ôi đẹp quá. Đẹp quá. Thấy thành phố, thấy được ngọn núi nữa nè. Thấy không? Đẹp quá. Nhóm núi Phú Sĩ ha. Đẹp quá. Muốn mà xuống nhà My phải đi ngang qua đó. Núi đó núi gì? Rainier Mountain. Rainier hả? Rainier. Thượng núi cao cấp chứ. Gọi là Rainier Mountain. Mà chói quá. Ôi đẹp quá. Đứng ở Curry Park thì mình có thể quan sát cả thành phố Seattle. Một bên là những tòa nhà cao ốc, còn xa xa thì mọi người sẽ thấy là ngọn núi tuyết. Nhờ trời trong nên cũng thấy rất là rõ.
còn bên phải một chút thôi là chính là một cái vịnh rất là xanh mát cả mắt. Một cái thành phố ngợp trong sắc mùa thu thật là ảo diệu làm sao. Bữa tôi nói ra ông hỏi xe đồ có gì, tôi nói xuống 2-3 ngày đi, tôi chở nhiều chỗ chơi đẹp lắm, mấy cái hồ khác cái nó chảy. Kerry Park, công viên Kerry đẹp quá. Một cái nơi rất là đẹp để có thể ngắm cả thành phố. Đẹp thiệt chứ. Đúng là xe đồ rất là đẹp ha. Thấy được núi tuyết nữa. Trời lạnh băng luôn rồi. Hay nghĩ từ những công nghệ hiện đại mà dù là cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng mà người ta vẫn có thể trở thành bạn với nhau dù trước đó là xa lạ. Và nếu như có một ai đó sẵn sàng dành chút thời gian để có thể giới thiệu thêm về cái thành phố mà họ ở, chắc bạn đi ngắm nghía thành phố và những cái địa danh xung quanh thì đó là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Ồ, đây là công viên vậy? Siwa hả? Siwa Park. Đẹp quá. Đây chim chóc quá trời, trời chó tắm luôn rồi, lạnh nhưng mà xuống tắm luôn. The husky, right? Trời ơi, chó thì ghê quá Shepherd. Chó làm gì nhào nhào đuôi cục. Đó, quay xa là dịch đó. Nó biết sợ bị... nó dạng không má, Việt Nam mình mà dám đứng gì không? Nó bay tới quá trời luôn kìa. Ta nuôi xong ta thả, không phải Việt Nam mình đi bắt trộm gà em dịch ăn đâu. Bên đây ta vô thiên nhiên ta thả. Bắt được không? Bắt sao được? Ta nuôi lấy trứng ta ăn, ta không ăn nữa, ăn trứng á. Sao bắt được, lỡ chạy rồi. Những cái hồ như thế này ở thành phố Seattle thì rất là nhiều. Và vào mùa hè thì người dân còn xuống đây để tắm nữa kìa. Ước gì đâu đó ở Sài Gòn tấp nập và ngột ngạt thì mình vẫn có thể tìm thấy một nơi thật sự gần gũi với thiên nhiên, có một không gian mở và xanh mát như thế này để người dân của mình có thể tận hưởng thêm cuộc sống nhỉ. Time has gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. Vào những ngày đông như thế này thì trời lạnh quá, tốt nhất là nên đi vô nhà thôi. Phòng gì đây? Phòng nhà bạn mình. Là đầu tiên được qua nhà bạn ở Mỹ. Việt Kiều Mỹ. Dạ, nấu gì đây? Mỹ đang ở Mỹ mà làm gì? Mấy con hả? Hai con, đứa con. Thấy chân nó nhỏ quá ha. Chân nó nhỏ mà cái mu bự quá. Quá chu đáo rồi. Lâu lâu bạn Việt Nam phải đãi bữa cho ra trò chứ phải không? Đúng. Mấy đứa ở đây tháng nhiều. Dạ, tùy theo. Tùy phòng hả? Để đi ăn cơm xong ăn hay sao? Đây là chủ doanh nghiệp cho thuê nhà trọ. Có đâu, cho thuê phụ thêm tiền. Mình đóng này mình đóng, mình cực quá. Mình để phòng trống nhiều, mình cho thuê phụ tiền thôi. Một con cua biển dành cho mình vào bữa tối thì có lẽ không no. Nhưng mà trong một cái không khí mùa đông giá lạnh ở căn nhà ấm áp thì có lẽ nó rất là ấm lòng. Buổi sáng nay có gì vui? Lạnh quá, trời ơi. Từ nhà này có thể nhìn qua nhà bên kia. Ở xung quanh này có người Việt không? Không. Nhà ngoài sau là người Trắng, bên cạnh là người Hawaii, bên kia là người Mỹ. Ngoài trước đó là Cambodia, nhà này 4. Còn bên cạnh nữa là Mỹ Trắng. Sớm tôi không có người Việt. Giờ thì đã đến lúc mình phải ra sân bay để tiếp tục hành trình đi đến thành phố San Francisco rồi. Nhà đẹp gì mà phải đặt khiêm tốn rồi ha. Cũ thôi nhưng mà chẳng đẹp chẳng mới. Rồi cười nổi trội hơn hàng xóm biết nhiêu. Đúng là đại gia. Xóm quá đẹp rồi trời. Xung quanh quá yên tĩnh rồi, tôi làm hết hay chưa thức. Đánh tanh rồi không? 8 giờ đi vô lại là vô nhà tôi lại đó. Nè, cái nhà này hồi đó nó 300. Và cái dốc nó đậu nguy hiểm. Đẹp quá. Khu nhà mới của Mỹ. Khu này mới xây. Mà tuổi đời của nó dưới 10 năm. Mà nó quy hoạch nhà màu rồi kích thước y chang. Không, màu thì nó sơn sẵn, mình muốn sơn lại màu gì cũng được, nó không cấm. Thì vẫn nắm ở đây. Không nắm đó bán nhiêu một phao vậy chú? Bao nhiêu một phao nắm vậy? Nắm này ở đâu hả? Ông tự đi hái trên rừng á hả? Ừ, nắm không á. Nắm này tốt lắm, ăn tốt cho sức khỏe lắm. Ta đi rừng ta hái nè, ở ngoài không chó đâu. Ồ, rồi tự nhiên ông lợi khu dân cư cũng bán vậy hả? Ừ. Người ta bắt làm sao? Bán mấy cái này hái về bán ít không bán. Trời ơi, nắm nó hái đâu bự vậy trời, đã vậy. Nắm này lạ quá. Are you Cambodia, right? Yeah, Cambodia. Cambodia, người
Không biết người Campuchia. Nói là người Campuchia được Khmer. Right. Khmer hả? Khmer. Dạ Khmer. 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 2 pound chưa tới 1 ký, có 8 lạng à. 2 pound, gần 2 pound rưỡi mới được 1 ký. Ok, cúc sub, thank you ạ. Bye bye. Về Việt Nam nhớ chở tôi đi chơi ban đêm nha. Chơi sáng chơi đêm gì cũng được á. Chơi xuyên đi. Tôi đi ngắm thành phố mà được. Đi ăn giặt quá. Đê muốn người chở luôn mẹ, lấy cái này để quên còn sống gì nữa. Ăn lòi họng luôn. Yeah, bye bye. Mình đi chở chuyến mọi người ơi, hu hu. Đây là chuyến bay của mình là 12 giờ mà mình đi chở, nên họ giờ mình lại sang 2 rưỡi bay mà không có tốn tiền gì hết. Mình được vào trong bình thường, không phải đóng thêm phí. Chỉ có cái hành lý của mình là phải đóng 30 đô thôi. There's a way, come today, let a heavy mind face the open. On the ground, life will be found, let me guide your feet. Mình vừa đến San Francisco. Mà cái tàu này rất là đặc biệt, họ không có kiểm soát vé. Mình lên mà cũng đâu có ai kiểm vé đâu, nên hên xui. Nhưng mà tốt nhất là phải mua vé trước khi lên tàu. Bây giờ mình sẽ về khách sạn trước, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thành phố San Francisco. Đây là khách sạn European Guest House, tại số 761 đường Mina. You can go first. Okay, thank you. Phòng của mình ở là phòng tập thể. Và một phòng như vậy thì có 4 giường. Và một giường như vậy thì có giá là 30 đô, khoảng 700 ngàn tiền Việt đó. Ở nước Mỹ này thì nếu mà không ở giường tập thể mà ở phòng riêng thì ôi trời ơi, tiền nào mà chịu cho nổi. Yeah, I saw. Yesterday I was very tired, but I saw many homeless people. Yeah, homeless a lot. So it's not nice. That's why also I didn't went around, because didn't feel very safe actually. Mới đến thành phố thôi mà đã bị hù sợ quéo rồi. Chuyện dân bụi đời ở San Francisco này không gì lạ lẫm cả. Vì với thời tiết đẹp và ấm áp nên người ta ngủ ngoài đường đầy ra đấy mà thôi. Hơn nữa thì đây là thành phố có mật độ dân cư đông thứ hai ở Mỹ, chỉ sau New York. Và trong tiếng Tây Ban Nha thì San Francisco nghĩa là Thánh Francisco. Thật ra thì thành phố này cũng không có nhiều điểm tham quan du lịch đâu, ngoài cầu Cổng Vàng, đường Lombard, khu phố Tàu, các bến cảng và công viên. Đặc biệt đây là nơi rất thích hợp để cho người đồng tính đến đi du lịch, vì đây chính là thành phố có nhiều người đồng tính nhất ở nước Mỹ và cũng là nơi xuất phát của lá cờ ngũ sắc ủng hộ người đồng tính đó. Mình đang đi lên cái con đường Lam Park, là một cái con đường rất là nổi tiếng ở San Francisco bởi vì nó có hình xích sắt. Đi lên đây dốc rất là cao. Mọi người sẽ thấy là ở San Francisco hay là những thành phố của Mỹ đường dốc này nọ rất là đứng, thấy không? Ông nhường đường cho mình qua đường. Mình cũng không biết tại sao mà cái đường Lam Park này nó lại nổi tiếng đến như vậy. Rất là nhiều người tới đây để chụp hình. Đây, chỉ là những chiếc xe chạy vòng vòng theo những cái đường xích sắt thôi. Rồi xung quanh trồng hoa này nọ. Đến San Francisco của California này mà không chụp hình với cái con đường Lam Park thì thật là thiếu thốn. Bởi vậy thì du khách đến đây rất là đông. Thì ngẫm lại nó cũng chỉ là một cái vườn hoa, rồi có những cái khúc cua ngoằn ngoèo để xe chạy lên chạy xuống cho vui thôi mà. Cho mọi người xem, đây là bến ngư phủ tại San Francisco. Đây là những cái du thuyền mà người ta đi bắt cá. Ở đây thì người ta đa số đến bắt cá là để vui chơi, giải trí chứ không phải là để ăn như bên mình đâu. Ở đây thì người ta cũng đi du thuyền để ngắm cái cầu vàng San Francisco nữa. Giá vé là 15 đô một người. Trong chiến tranh thế giới thứ hai thì San Francisco là cảng đưa quân nhân đi phục vụ mặt trận Thái Bình Dương. Hiện ở cảng ngư phủ còn trưng bày hiện vật là chiếc tàu ngầm USS Bonpanito và chiếc tàu chiến SS Jeremiah phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nó nằm đấy từ năm 1945 tới nay. Ai cũng mong rằng nó sẽ không được tái sử dụng một lần nữa mà hãy là một vật trưng bày ngoan ngoãn nằm đấy.
ở thành phố Cali này thì dọc bờ biển người ta sẽ có những cái bến cảng như thế này. Và bến cảng số 39 tại San Francisco là một bến cảng rất là đặc biệt, nó rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ vào trong để cho mọi người xem bến cảng này có gì hay ha. Ở vùng duyên hải của Hoa Kỳ thì không thiếu những cái bến thuyền đã trở thành nơi tề tụ của dân bản xứ đến đây để vui chơi, hóng mát, mua sắm, ăn uống, và cũng là điểm tham quan hay ho dành cho du khách nữa. Những kiểu kiến trúc đặc trưng của vùng duyên hải Mỹ thế này là những căn nhà vách gỗ được sơn rất nhiều màu sắc mà bạn có lẽ đã từng thấy đâu đó trong các khu giải trí của Universal hay là Disneyland. Các bạn có thấy quen không? Ở Hoa Kỳ này mà bạn muốn tìm một nơi tập trung đông người như thế này cũng hơi hiếm đó. Nên có thể nói đây là một điểm vui chơi hẹn hò đã nhất tại cái thành phố San Francisco này. Và khu bến tàu thì có rất nhiều quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí. Và bạn có thể đi dạo để hóng mát ở đây rất là đã. Nếu bạn rủng rỉnh ngân sách thì có thể đến đây để ăn tối, ăn trưa. Riêng mình thì một phần ăn ở đây rất là cao, khoảng từ 3.300 đến 400 ngàn tiền Việt. Nhưng mà đến đây thì mọi người có thể hòa vào cái không khí rất là vui nhộn ha. Đặc biệt hơn là đến đây mọi người có thể ngắm rất là nhiều những cái loài chim, và đặc biệt đó chính là hải cẩu. Wow, ở đây mình thấy được cái mấy con hải cẩu nè. Lần đầu tiên mình thấy hải cẩu tự nhiên luôn. Bữa nãy ở đằng kia mình thấy họ bán cái tour mà đi ra biển á, có tàu chở đi, thấy được cái con hải cẩu luôn, 20 đô đi tàu. Mà mình tới đây nè, đâu cần phải đi tàu đâu, không tốn tiền mà vẫn thấy được con hải cẩu. Con nào cũng bự cho bó, mập lù đã lắm. Từ xa thì bạn đã có thể nghe tiếng hải cẩu sủa rất là lớn, vang cả một cái vùng biển luôn. Hải cẩu xuất hiện tại đây sau trận động đất năm 1989. Ước tính thì có khoảng 250 con hải cẩu, và đỉnh điểm thì nó có thể tập trung đông lên tới hơn 1.500 con. Con đực thì nặng khoảng 400kg, dài tới 2m. Con cái thì khoảng phân nửa con đực thôi. Hải cẩu chiếm luôn cả bến tàu của con người làm nơi neo đậu, vì ở đây thì chúng cảm thấy rất là an toàn, tránh khỏi loài cá mập trắng. Hơn nữa thì trong vịnh này cũng có rất nhiều các loài cá trích nhỏ, nhất là vào mùa hè, nên ở đây chúng được no đủ và an toàn. Mọi người có nghe cái tiếng con hải cẩu nó kêu ôm sùm không? Ra đây mà nhìn mấy con hải cẩu này nó chơi với nhau cũng rất là vui. Nó còn nhây hơn là mấy con chó Alaska nữa. Rồi, tung tăng đùa nghịch. Năm 2012 thì người ta tìm thấy một cái con hải cẩu nó bị chồng vô cái cổ một cái dòng nhựa, đến nỗi mà phải đổ máu người ta giải cứu nó nè. Ở đây thì người ta bảo tồn động vật hoang dã rất là hay ha. Mà mọi người biết đó, tối qua mình đi ăn á, mình thấy rất là nhiều người vô gia cư họ ngủ ở trên cái vỉa hè nè. Mà không phải là nói quá nha, mình rất là sợ, bởi vì hả, họ rất là dơ. Họ ngủ ở trên đường mà mấy bạn biết đó, họ còn hít cần sa đó, cái mùi rất là nồng, rất là sợ. Rồi hả, thậm chí là họ đi đại tiện, đi tè ở chỗ đó luôn, mình đi ngang đó, nghe mùi rất là nồng, rất là gớm. Nói chung là đi khu vực này rất là sợ các bạn. Mà không phải chỉ có khu mình thôi nha, đây là trung tâm của San Francisco. Mà rất là nhiều khu khác nữa nó cũng vậy, chứ không phải là mình ở trong một cái khu tầm bậy đâu. Thì cái khu khác mình thấy cũng rất là nhiều người họ tập trung ở trên đường. Nói chung là họ chơi cái gì đó thì mình không biết, nhưng mà mình chỉ nghe được cái mùi cần sa thôi. Rất là ớn. Sau này mà nếu mọi người có đến Mỹ á, mà thấy rất là nhiều người ở trên đường phố họ làm những cái việc kỳ quặc như là không mặc đồ hoặc là nhảy múa tưng bừng, thì không phải là họ bị khùng đâu, mà họ đang bị ngáo đó. Lúc đầu mình cũng tưởng là tại sao ở Mỹ lại có rất nhiều người tâm thần như vậy ở trên đường phố. Thì hướng dẫn viên mới nói mình là họ mới vừa chơi thuốc xong. Đây là cái khu bài binh bố trận nè. Người ta ở bên Mỹ thì sắp tới Halloween thì người ta hay bày ra những cái khu vực mà để người ta bán mấy cái trái bi đỏ như thế này để trưng bày Halloween. Ở đây thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái loại bí khác nhau, rất là độc đáo. Từ loại bí rất là nhỏ như vậy cho tới những cái trái khổng lồ như thế này, và rất nhiều trái lạ nữa.
khu vực này không có rộng lớn đâu mà chỗ này người ta bán vé là $5 để đi vào đây đó. Trời ơi nó nặng. À, rất là giống với ngày lễ cua hồn Việt Nam ha. Xé bự là $30, $15, $12. Đủ loại giá ha, từ lớn tới nhỏ và trái nhỏ nhất thì chỉ có $1 thôi. Mấy đứa nít dễ thương thấy cưng ghê. Đây là bãi biển gì Ocean Beach ở San Francisco nha. Bãi biển gì đâu mà đen thùi à. Biết giống đâu không? Giống bãi biển ở Cần Giờ ấy. Đây chính là bãi biển dài nhất ở San Francisco đây, nằm ở bờ đông của thành phố. Đây là nơi tắm biển thịnh nhất của người dân. Người ta đến đây thì để dạo mát với thú cưng, đặc biệt là các môn thể thao lướt sóng rất là thịnh hành nhờ sóng to gió lớn. Mọi người thấy như vậy thôi nhưng mà bây giờ trời rất là lạnh. Những cái lợt sóng rồi gió thổi vô hả, teo bugi luôn. Ôi ở đây chó chơi rất là vui. Ở đây thì chắc là mùa hè sẽ đông hơn, chứ bây giờ thì cũng khá là vắng vẻ vì gió thổi tê tái. Ngoài ra còn có một cái khu đại gia có tên là China Beach. Đây là một cái bờ biển ngày xưa mà có rất đông người Trung Quốc trong cái thời kỳ mà cơn sốt vàng tại California. Họ tập trung tại đây để làm việc và cắm trại. Từ đây thì bạn có thể thấy được cái cầu cổng vàng, là cây cầu đặc trưng nhất của biểu tượng của thành phố San Francisco luôn. Golden Gate Bridge hay là Kim Môn Kiều được hoàn thành vào năm 1937. Lúc đó thì nó là cây cầu treo dài nhất trên thế giới, 1200m. Sau khi hoàn thành thì chủ thầu tự cho nó là kỳ quan thế giới hiện đại luôn. Nghe là cầu cổng vàng, tưởng đâu là màu vàng, ai dè màu đó lẹ. Trục đường chính và là trục đường đẹp nhất ở San Francisco đây. Ở con đường này thì có rất nhiều những cửa hàng thời trang, hàng hiệu. Con đường này có tên là The Market Street, là đường chợ, đường chợ búa. Còn đây mà mọi người thấy những cái máy như thế này nè, là để dùng để bán báo. Đây như ông này, ông đang mua báo nè, báo của người Hoa đó. Quan trọng là ý thức thôi, ở trong thùng thì có rất là nhiều tờ báo nhưng mà mỗi người chỉ được lấy một tờ. Ở đây người ta đang xem một cái biểu tượng đặc trưng của San Francisco, đó là những chiếc cable car duy nhất còn lại trên thế giới mà còn người điều khiển, tức là manual system operated. Bởi vì bây giờ thì người ta đa số là hoạt động tự động hết rồi, đâu có người điều khiển ở đâu. Mà cable car bên này không phải là những cáp treo đâu các bạn, nó là những cái tram như thế này nè, mà hoạt động bằng cáp, những cái tuyến cáp ngầm ở dưới đất á, nên người ta gọi là cable car. Nó rất là cổ rồi, chắc cũng khoảng hơn 130 năm. Đây là một biểu tượng rất là đặc trưng của San Francisco. Bởi vì người ta lại đây chụp hình này nọ rất là đông. Hệ thống xe cáp này có tuổi đời khoảng 130 năm tuổi. Ngày xưa thì nó có tới khoảng 23 tuyến, nay còn giữ lại 3 tuyến chính để phục vụ khách du lịch thôi. $7 một vé. Tại vì mình sắp đi qua phố Tàu á, nên cái này nó cũng ghé phố Tàu nên mình đi luôn. Đi có chút xíu mà nãy giờ đợi không chắc cũng hơn 30 phút rồi đó. Lost again, going back around. Time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they mind my near and far? Shouldn't they all just... Đây chính là khu phố Tàu tại San Francisco. Khu phố Tàu này thì là khu phố Tàu lớn nhất trên thế giới, nằm ở bên ngoài châu Á. Thật ra theo ở Mỹ thì khu phố Tàu ở New York mới là khu phố Tàu lớn nhất. Còn San Francisco chỉ là khu phố Tàu lớn thứ hai tại Mỹ thôi.
Ở đây thì bắt đầu cảm thấy có gì đó quen thuộc rồi. Nếu mà những ai xa xứ thì chỉ cần đến phố Tàu thôi là đã cảm thấy được cái một chút hương vị quê nhà. Bởi vì ở đây thì không chỉ có người Tàu sinh sống đâu mà cả có những nhà hàng Việt Nam, rồi nhà hàng ở những cái đất nước Đông Nam Á khác nữa. Người Mỹ gốc Hoa chiếm gần một nửa dân cư của San Francisco. Và nếu có du lịch đến Mỹ thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên khi mà dịch vụ lữ hành đa số đều được người Hoa quản lý, và họ nắm giữ gần 80% nguồn kinh doanh lữ hành ở Mỹ. Bằng chính sách giá rẻ, tour rẻ, giá cho thuê xe cũng thấp, giá dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi khách sạn cũng rẻ. Nên nếu các bạn có du lịch đến đây thì có thể chọn khu phố Tàu để lưu trú, vì vị trí này cũng rất là đẹp, ở ngay trung tâm luôn. Người Hoa di cư sang Mỹ trong cơn sốt vàng tại bờ Tây Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 18, khi mà lúc đó người ta cần một lượng lớn nhân công để có thể xây dựng đường ray, và đa phần thì dân số đến từ Quảng Đông và Phúc Kiến. Trong cuộc chiến tranh nhà Phiến, khi mà nhà Thanh buộc phải mở cửa các cảng miền Nam để cho đế quốc vào giao thương. Ngày nay thì cộng đồng người Hoa phát triển rất là mạnh mẽ ở San Francisco, và họ nổi tiếng là chịu khó làm ăn, giỏi kinh doanh và buôn bán. Vào dịp Tết Nguyên Đán thì ở đây có những cái lễ hội rất là tưng bừng, và người Mỹ thì cũng đến đây để có thể tận hưởng được cái không gian Tết rất là đặc trưng của người châu Á. Và cộng đồng người Hoa nói riêng và người châu Á nói chung tại thành phố San Francisco đã làm cho cái cộng đồng dân cư của nơi này thực sự rất là đa dạng và nhộn nhịp, đầy màu sắc. Bà này đội nón lá giống Việt Nam quá à, nhưng mà không phải là nón lá Việt Nam mà là nón lá Tàu. Bà dắt mình đi tới Chinatown Restaurant. This one, right? À, tuệ. Ok. San Francisco là vậy, một thành phố nổi tiếng ở bờ Tây Hoa Kỳ, sẵn sàng luôn chào đón bạn đến thăm một ngày không xa. I shouldn't call. Dạ chào bạn. Dạ. Coi cái bao ca coi đi du lịch qua thế giới nhá không? Hay là giờ các bạn đã biết rồi. Dạ. Dạ. Đây là phòng mobile home. Nổ ghê ha, lạ. Mà phòng như mét vuông mà rộng quá, em thấy phòng không? Một gia đình của anh chị cách thành phố San Francisco khoảng 100 cây số đã mời mình đến chơi nhà và ngủ nghỉ tá túc một đêm. Bữa nay mới gặp đó nha. Dạ. Chị ở đây luôn. Chị ở cách đây 15 phút lái xe. Rồi gì đạt quá như. Nghe nó quá. Chào bác trai. Anh Minh hiện nay thì đang là chủ của một cái salon nho nhỏ tại thành phố nơi mình ở. Và mình cũng đến chỗ làm ăn của anh ấy cho biết luôn. Của Namaste nữa hả? Hả? Namaste là tiếng Ấn Độ. Không những vậy, mình còn được cắt tóc miễn phí nữa. Thử được một lần cắt tóc ở tại nước Mỹ là như thế nào? Rồi còn được anh chị đưa ra tới tận bến Tàu để ra sân bay đi về Việt Nam nữa. Anh còn là người mua vé trả hết tất cả mọi chi phí cho mình. Lên tại khoang nào cũng được ạ. Thời đấy, một địa điểm du lịch hay chưa chắc là một điểm tham quan hấp dẫn, mà quan trọng là cách bạn được chào đón như thế nào. Và ở nơi đất Mỹ xa xôi này, dẫu bạn có đi du lịch một mình nhưng chưa chắc đã đơn côi, cộng đồng dân mình vẫn đùm bọc, ôn hòa và thân tình với nhau rất nồng ấm mà thôi. Xin chào nước Mỹ, nơi rất nhiều người Việt chọn làm quê hương thứ hai của mình. Và trên chuyến tàu đi về, mình mong rằng ai cũng sẽ phát đạt và hạnh phúc. Với mình, nước Mỹ là nơi chọn để đi, nhưng mà nước Việt vẫn là nơi để hướng về. Tour du lịch San Francisco có trong chương trình tham quan nước Mỹ được điều hành bởi công ty chìa khóa du lịch. Mọi người có thể tham khảo thêm thông tin tại website chiakhoadulich.com. Có một người bạn còn đồng hành với Pha Hau Ca nữa trong các chuyến đi, đó chính là chiếc vali yêu quý của mình.
đây chưa hẳn là một lời quảng cáo đâu, mà là một lời giới thiệu ha. Bởi Nikki cho ra đời những dòng vali chất lượng và bền bỉ, và cũng là người đồng hành trong các chuyến xe dịch của các bạn trẻ năng động. Vali Nikki thì rất là bền, chống trầy, chịu được trọng lượng nặng, bánh xe chống hồn và còn để được rất là nhiều đồ, nhưng mà di chuyển lại cực nhẹ. Vali Nikki thì bảo hành trọn đời và giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Bạn có thể mua sản phẩm tại nikki.vn và nhớ nhập mã FAHOKA100 để được giảm 100.000 nhé. Nhớ ủng hộ nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, còn mình thì kéo vali lên và đi tiếp đây.